về con kẹp bây giờ. Kêu. Bây giờ gan ông nổi này hả? Ủa thấy tao còn cười được hả? Bây giờ thiệt luôn là đi sống gì thiệt luôn hả? Bây giờ đi sống gì thiệt luôn đó hả? Thiệt luôn hả? Là thiệt luôn đúng không? Bây giờ đi đi homeless lại như hồi xưa đúng luôn đúng không? Thiệt luôn vậy luôn á đúng không? Tại sao không đi cai nghiện? Alex, tại sao mày phải sống vậy chi vậy? Mày trả lời tao nghe. Bộ mày thích cuộc sống này hả? Mày đi ở đâu vậy? Mày ở lang thang ở đâu vậy? Là mỗi tháng mày có nhiêu phút tem để mày đi vậy đâu mày hút? Tại sao cuộc sống đàng hoàng không sống? Bây giờ muốn chọn cái nào hả? Đi hổng gài đã chưa rồi đủ để mày suy nghĩ là mày muốn chọn cuộc sống gì chưa? Đó là chọn cái gì thì chọn cuộc sống hôm lết lang thang ngoài đường nè đúng không? Không có gì, tại sao đi như vậy? Không đi cai nghiện. Bây giờ cai nghiện không? Nói một tiếng đi. Coi nè, bây giờ mặt mày mình mẩy, mặt mày râu ghia rồi. Cái tóc bây giờ là chắc đó là rồi, đầu này ăn lỗ, đầu kia ăn lỗ rồi. Coi kìa, mặc cái bộ đồ này là 10 năm rồi. Bây giờ làm sao? Cái bộ đồ là mấy tháng nay nè, đâu có đồ đâu thay tắm gì. Rồi bà khùng hơn mà tới cỡ nông non nước này hả là. Bây giờ khùng cả này luôn đó hả? Phải hút mới sống phải không? Không hút là chết hả? Nói đi. Tao không thể nào mà tưởng tượng được cái cuộc sống của mày. Mày cứ tiếp tục hoài như vậy. Mày muốn thích cái gì hết á? Mày thích cái gì hả? Vậy không thích gì giờ sống sao? Nói đi. Muốn cái gì? Muốn cai nghiện hay là muốn đi lang thang bụi đời? Đi hổm ngày mấy tháng rồi? 2 tháng chưa? Hơn à. Hơn 2 tháng chưa là? Ôi là trời. Coi nó ốm kìa, coi cái mặt nó còn cái gì nữa. Bây giờ sao? Nói nghe đi. Bây giờ sao? Giờ muốn gì? Muốn gì? Đi cai nghiện không? Đi cai đi, vô trường cai đi anh Lộc. Bắt đầu đi làm chương trình đi trường cai kìa. Ha, nghe lời tôi đi trường cai nghiện ha. Vô rồi, đập cai luôn. Ha là à là đi vô trường cai nghiện ha. Ha. Nói đi, bây giờ đi trường cai không? Không có cách gì mà à là sống như gì được hết trơn á. À là nói đi. Không biết bà gọi cái gì nữa đây không biết. Alo, chị. Chị ra chị mở cửa sắt, mình không có mở, không có mở cửa gì hết. Chị mở cái cửa chưa trước, đóng cái cửa sắt không có được mở. Và chị nói là no English. Chị nói là không có biết tiếng Anh, ok? Ừ, chị nói no English. Chị kêu ông đi đi. Chắc người ta lại quảng cáo gì đó, bà không biết, bà sợ. Ok chị. Có mình cho số. Ai gọi nữa đây? Hello? Ừ, có gì không em? Mua có một hộp thôi hả? Ok thôi, bây giờ em nhắn tin, em nhắn địa chỉ, em nhắn mua gì. Chị đang làm việc ở ngoài nha. Chị đang làm việc ở ngoài nha. Nhắn tin đi nha. Ok, bye bye em. Nhắn rồi nhưng mà chị không phải là chị ngồi chị nghe tin và coi tin hoài mỗi ngày. Giống như nhắn và chờ chiều chị về chị mới coi tin nhắn được, chị mới trả lời em, ok? Bye em nha. Vậy giờ làm sao? Giờ làm sao? Nói đi. Nói nghe đi. Đi cai nghiện hay là làm sao? Đi cai nghiện hay là làm gì? Đi cai nghiện hay là đi đâu? Rồi bây giờ ngủ ở đâu mỗi ngày? Mình mẩy thì nước nhẹp gì? Ngủ ở đâu mỗi ngày? Hả? Ngủ ở đâu mỗi ngày? Nói nghe đi. Đi về tắm rửa không? Cái gì đâu tiền? Cái gì ạ? Ôi lạnh quá bộ bài. Đâu vỡ túi ra tao coi coi.
có đóng tiền đó là nguyên sắp đã. Nguyên sắp tiền luôn hả? Giàu dữ vậy. Đi xin đó hả? Bây giờ đã bắt đầu đi xin này đó hả? Tại gì? Vậy không đi xin làm gì có? Tiền của người ta. Ủa tiền của người ta làm gì có tiền của người ta? Đi xin nè, động động rồi bắt đầu đi xin này. Coi nè trời ơi, có cuộc sống ngon lành không muốn mà phải đi sống kiểu này thì thôi chứ nói gì nữa. Đâu dở coi coi bao nhiêu tiền vậy, tiền gì vậy? Đồng đồng không à, tăng 10 đồng cả. Ở với ai? Bây giờ ở đâu? Ở ngoài đường hả? Ở trời nào? Bây giờ đi về tắm rửa không? Không phải không? Về nhà trên kia tắm rửa không? Không phải không? Không cần tắm rửa không? Nói dạ, không cỡ này nè. Nó khùng quá rồi. Nó chuyển người ta đó, nó tiếng nữa. Lạnh quá. Nó tiếng. Bây giờ không tắm, không rửa rồi đi ngồi đầu này đầu kia rồi cái gì đây nè, rồi mặt mày cái gì nè. Ê da, Lạch ơi, Lạch tao nói thiệt với mày đó, thôi giờ còn gì để nói nữa này trời. Bây giờ đi về tắm rửa không? Hỏi nè. Rồi đi lang thang vậy đi đâu vậy? Cái chòi ở đâu? Chỉ cái chòi coi. Tắm ở đâu vậy? Hả? Hả? Ai đâu? Mà cầm chỗ nào mà người ta đốt? Cầm chỗ nào? Cầm ở đâu? Rồi đi theo tao, về lại đây. Rồi ngồi đi về nhà tắm. Đi công chuyện phải không? Không có về nhà tắm rửa gì phải không? Phải không? Không phải không? Về nhà trên kia. Về nhà trên kia tắm rửa về không? Không phải không? Tại sao? Tại sao? Policy cái gì? Policy có nghĩa là phải cai nghiện. Vậy là Du không cai nghiện, cho nên Du không phải chịu bước chân vô nhà. Thấy không? Thà là nó hút rồi nó chết, nó đi khùng điên chứ. Nói một tiếng cai nghiện với nó không chịu lần sau vậy trời. Thiệt luôn á, tôi không tưởng tượng được luôn á. Tại sao vậy Lịch? Ăn cái gì không? Có lấy quần áo gì thay không? Đi lại trong xe có không? Đi lên kiếm quần áo gì cho nó thay đi. Bây giờ tắm cô không về tắm hả? Đi về tắm không? Tại sao? Tại sao không về tắm? Nói tao nghe đi. Tại sao vậy Lịch? Tại sao không về tắm? Đừng có mài nữa, nó bay bụi. Vừa cái mặt nó khùng khùng, nói nó đâu nghe đâu. À Lịch, tại sao không chịu về tắm? Hả Lịch, tại sao không chịu về nhà tắm? Về ít nhất tắm đi, mấy tháng trời nay rồi. Nó đi mấy tháng trời, cái áo lạnh ở ngoài là yên vậy luôn đó. Nó mặc áo con gái y vậy đó. Em ở đây đợi nha, em đi làm chuyện cái em trả lời. Công chuyện không à? Chuyện không? Chuyện chuyện gì? Chị đi về tắm không? Chuyện gì? Chuyện gì? Thì lẽ đây, ok, tao ở đây, tao đi vòng vòng đây. Đi, tao đừng vòng vô chổng với mày. Khỏi rồi, tao biết mày đâu tao kiếm. Đi kiếm đồ hút rồi đó. Đó không? Vậy là đi xin tiền, có tiền rồi đi kiếm đồ hút rồi đó. Nhắm vậy đó. Nó sống nhất định, nó sống có nhiêu đó thôi. Cuộc đời lắc rồi xong rồi. Thấy không? Thấy cuộc đời của nó không? Cuộc đời của nó xong rồi. Nói giờ mình thấy nó cay không được rồi. Thôi lâu lâu cũng muốn về cho nó tắm rửa đi. Thấy tội quá đi, mấy tháng trời rồi. Đâu có tắm, đâu có ăn gì đâu. Nhìn làm sao chịu nổi. Mà bây giờ coi vậy đó. Nó nói người ta đốt rồi vậy đó. Không phải ở đó đâu, cầm vậy đó. Không, không phải đâu. Mỗi người có cái nghiệp. Đi lại coi ông Phúc coi. Đến dẫn ra xe lấy quần lấy áo. Nó không thấy thì là cho nó thay quần áo. Mà không thấy luôn. Mấy người này tối ngày đi công chuyện với làm công chuyện không à. Đó thì đâu công chuyện hút á. Rồi ông này dọn đi mất nữa rồi. Dọn hả? Ừ. Trống lỏng luôn rồi. Anh Phúc ơi, đâu vậy? Ăn nè. Rồi bịch nguyên mấy bịch đồ của hổm là tiêu hết rồi. Đồ mới thêm lại cho đó. Bữa thấy bắt đồ dơ thầy cây xăng á, hai ngày trước. Coi như dụng hết à, không còn đâu. Anh Phúc ơi, ăn nè. Tiêu hết rồi, quần áo rồi dục hết rồi, không còn gì đâu. Giày dép gì, cái ông kia ông gửi qua. Đó, mà không mang luôn, rồi dục hết tất cả. Đó, đèn luôn, đèn mới đồ ngon luôn. Đã nói là, cho nên nhiều khán giả người ta không hiểu, người ta thương, người ta gửi.
mà mình thấy người ta mua đồ mới gửi mà đem đi giục á, cái mình cũng đau lòng nữa. Vậy mới đồ mới tùm lum đem đưa đây, giờ không còn gì hết trơn á. Đi đi vòng qua bển coi. Ủa ổng kìa, ổng đi kiếm gì vậy? Ủa anh đi kiếm gì vậy? Anh làm gì vậy? Ủa anh hái rau hả? Anh làm gì vậy? Đi lên đây. Tại sao bữa em đưa giày vậy? Mới em kêu anh mang, anh cũng mang, ăn cái gì ghê vậy? Mang cái giày đâu rồi? Đưa cho em coi ơi. Đâu đâu, lên lấy đồ cho em coi ơi. Kìa có áo lạnh, còn giữ áo lạnh, ôm áo lạnh kìa. Ây da, lạnh quá à. Ông Phúc với Gia Lách thì xong rồi đó. Ông Phúc với Gia Lách giờ xong rồi. Vô Phương. Cái đèn còn không? Hai đèn pin luôn, chắc xong rồi. Đèn không còn luôn. Ồ vậy hả? Cái đèn bự còn không? Tiêu rồi. Tiêu rồi hả? Trời ơi, anh nướng gì ăn vậy? Ăn gì hả? Tội nghiệp quá hả? À. Trời ơi, đâu đồ đâu, anh cất đồ đâu em coi ơi. Đó, để trong đây vậy đó. Ồ, đổi đồ bận vậy sao trong cái chòi đó. Anh không để? Trời ơi, đôi giày còn mà dục vậy hả? Mà đẩy trong đống rồi, mang một bữa rồi rồi đẩy lại trong đống rác không nội thôi. Chắc để không chòi không được. Ok, à, cho tiền nè. Thôi. Hả? Tại vì cái anh cho đồ hồi bữa đó, anh cho anh này á, anh cho tiền. Rồi anh kêu gặp á là gửi cho anh mấy chục vậy đó. Anh cho 100 nhưng mà mỗi lần ông nói gặp để dành để Tết. Bây giờ hết hồn không? Nhưng mà ông kêu là cứ cho anh 2-3 lần. Đó, để nè, giờ đưa cho anh 30 nha. Giữ đi. Thôi, anh xài đi, tại vì ảnh gửi mà. Em mới đi lấy á, rồi em ghé em kiếm anh. Em lâu lâu em mới ghé đó. Gì đâu, giữ đi. Nè lấy đi. Giữ đi. Để ăn phốt. Không, giữ đi. Cứ giữ đi. Không cũng có giàu có gì. No, hàng không có giữ tiền của anh. Giữ đi. No, nói vậy đó chứ. Chờ camera đó chứ hỏi không có camera ổng hay lấy. Ok, để hồi đưa ổng. À hả? Đi đâu vậy? Đứng lại đây. Thôi đừng có gom. Nè, cắt tiền đi. Cắt tiền. No, giữ đi, tiền đâu ăn. Nè, bỏ túi đi. Đây. Này tiền này em trao anh. Lệ phí trao anh lên đường. Đừng ngài long trai cất bước ra đi. Dình dư lòng son lang vẫn chờ anh trở về. Nay tiền nay em trao. Trời là trời, có ổng nướng ổng làm gì rồi ổng ăn gì nè mọi người. Nè nói giỡn chứ cắt tiền đi em đi á. Thôi anh Phúc cắt đi anh Phúc. Thôi em đâu giữ đâu. Thật ra có người ta cho ổng á thì thằng đưa vậy, còn không có là thằng cũng gặp ổng là thằng cho ổng 20 à. Nè. Mấy anh này thương. Mấy anh nói kệ, giữ giùm ảnh, cứ gặp ổng cho ổng 20-30 gì đi. Nè anh tới đi đừng ngại, cái này người ta thương anh người ta cho. Là mình cứ lấy. Mình cứ lấy đông khe. Em cho thuốc nè, đưa ổng gói thuốc lá thì anh dành. Đừng có lượm, giục cái tàn thuốc đi. Đây. Giục cái tàn thuốc đó đi anh. Ừ. Có thuốc mới rồi. Đó, có nhà đi ta thình nguyện cho về nhà về cửa ở không ở mà thà là đi ở làm gì nè. Sao vậy? Em tình nguyện cho anh Phúc về nhà em ở mà sao anh không ở? Kỳ cục không? Đây cũng nhà vậy. Ở đây cũng nhà đây hả? Bốn bể là nhà. À, cái này bốn bể là nhà. Ừ. Trong mưa trong gió. Hát một bài ơi. Hát một bài. Khán giả muốn nghe, lâu lâu khán giả cứ muốn. Hát gì nữa, khán giả giờ đang trên kia kìa. Nói đã muốn nghe giọng hát của anh Phúc. Đang chậm á. Ừ. Hát thử coi. Một đoạn gì đó. Thôi để vô chút xí hơi cho nó ấm áp. Dạ. Okay. Yeah. Chứ hát ra nó không lạnh được không? Người ta cười nữa. Lạnh không? Lấy áo lạnh rồi mặc vô cho sạch đi anh. Đừng mặc đi. Thay đồ mới rồi vô. Không đến nỗi đâu. Nhưng mà tội nghiệp. Tội nghiệp. Thấy gì tội nghiệp? Dạ. Tội chứ. Nghiệp chướng à. Nghiệp chướng luôn hả? Anh thấy vậy hả?
Mà lập nghiệp đó. Nhưng mà anh thử thay đổi đi, anh thử thay đổi cuộc đời coi. Nay người tâm tôi hát nữa. Này tên này em trao anh hãy cất vô đi. Cất vô rất nhiều. Okay, thì sao đi nữa thì cũng là tình thương mến thương, Phúc không biết nói gì hơn. Mong anh hiểu với nhau là được rồi. Dạ. Thật sự gì đó. Mấy người khán giả coi người ta thương anh Phúc thì, biết không, người ta thương, người ta nói là hy vọng anh Phúc lên bờ, không muốn thấy anh Phúc ở đây. Thì cái gì cũng vậy, Phúc cũng biết nói thế nào, tại vì mình đang vui quá. Anh vui quá. Anh vui quá. Nhưng mà không có muộn, không có muộn, not too late. Yeah. Thì, mong sao nó được như vậy đi. Dạ. Cố gắng lên. Đâu. Ừ, cố gắng lên ha. Anh chỉ cần mà hứa với thằng anh chịu đi lên bờ thì thằng sẵn sàng giúp đỡ anh Phúc. Thằng có nói rồi, sẵn sàng giúp đỡ anh Phúc. Anytime. Ok. Ok, okay. Muốn đi đâu? Thank you anh. Thank you very much. Giờ cứ lang thang đầu này đầu kia vậy tội quá. Tội anh Phúc ơi. Thấy anh với Alex giờ tội. Anh thấy Alex không? Anh thấy Alex cũng đi lang thang rồi. Okay, anh có gặp nó không? Thỉnh thoảng. Em mới gặp đó, khoảng ngày lâu rồi mới gặp. Ok anh Phúc vậy nha. Ok anh Phúc, bye. Ây da, mấy anh này thiệt tình luôn, cuộc sống gì đây. Đó cái anh kia mới gửi tiền cho thằng đi lấy về. Cái anh nói là ghé đưa từ từ cho anh Phúc xài, thôi thằng đưa 30 đi, cái vài bữa gặp cái mình đưa nữa. Mà không ai cho, thằng gặp cái thằng cũng cho 20 mà kệ đi. Ông muốn ăn, muốn xài gì xài, chuyện của ổng. Nhưng mà cái đó mình cho vậy thôi. Còn Alex đó, chờ nó biết sao chờ. Tính dẫn nó đi mua đồ ăn gì cho nó ăn. Trời ơi, thấy tội quá. Dẫn lên kia cho nó ăn phở hết. Ê, thiệt trời ơi, đau lòng. Lạnh á. Trời lạnh quá à, thả tóc thì nó ấm. Mà cột tóc luôn nó thì nó lạnh. Gió nè. Gió hề hề luôn. Phải nói đứng đâu? Không. Đi công chuyện, không biết công chuyện gì nữa. Có mấy đồng cũng đi kiếm mua để hút mỡ, nói vậy đó. Ở bên đó ai vậy? Người khác. Đó, nó cũng thù mà muốn kiếm đó. Nó mấy người. Ê, da, cái bộ mình của Alex bận cái áo đó với quần đó là 2-3 tháng nay đó. Từ lúc bữa đi ra tới bây giờ là bận vậy đó. Đi. Ở đó vậy cũng mang yên vậy đó, tội nghiệp không, cho nên mới nói thôi về cho tắm rửa rồi thay đồ, thay đạt đồ ăn uống rồi. Mà giờ nó đi mất rồi. Kêu nó đi công chuyện à, chịu nổi không? Sống gì nổi trời, thấy thì đau lòng sao vậy. Đi công chuyện. Nói ra cái đi công chuyện mà mấy ông này công chuyện gì đó. Công chuyện gì chứ. Giờ kiếm thôi. Giờ đi vô, đi ngang đó thử kiếm nó anh Danh. Đi đại lên đây. Yeah, dẫn nó ra, nếu mà nó không chịu đi lên tắm thì ra xe lấy quần áo cho nó. Ít nhất cũng thay, cũng có cho đồ ấm cho nó bận đi. Kêu qua bên đó mua phở cho ăn. Cái miệng nhảm suốt luôn vậy hả? Ủa mày không thấy buồn ha Lách? Bỏ cái miếng nó ra đây, đừng có đánh tay như vậy. Mày không buồn ha Lách? Mày không buồn hả? Mày không buồn thiệt hả Lách? Đừng có đánh với cái này nữa. Tiền còn không? Đi vô lại nó mua hết rồi. Tiền còn không, cái mượn rồi. Giống vậy đó. Có đồng nào là phải hút hết đồng đó, sao phải sống với cái đó làm chi vậy? Nhiều quá hả Lách? Tại sao phải sống với cái hút đó? Nói nghe đi, tại sao? Tại sao là không bỏ được? Alex bỏ đi, cái đó đâu có gì đâu. Hả? Alex phải bỏ cái đó đi, Alex không hút nữa. Tại sao người ta bỏ được kìa, nhiều người bỏ được. Anh Lộc vô trường, để chuẩn bị đi vô trường cai nữa rồi kìa. Đi Alex, đi Alex. Nghe lời Hằng đi.
nghe lời hàng đi ha. Vô trong là một phòng sai không nha Alex hả? Đi cai ha, tại sao không được? Em sao? Tại sao không được? Tại sao không đi cai được? Nói thằng nghe đi. Tại sao Alex không chịu đi cai? Tại vì gì? Tại vì sao? Bây giờ đi về nhà tắm hay là lấy quần áo? Đi ăn gì không? Muốn ăn phở không? Em chắc không có ăn gì. Ăn cái gì đâu? Đi lang thang này ăn gì? Cái gì? Tại vì gì? Tại vì gì? Nói nghe đi. Ăn khối không à? Bây giờ ăn phở không? Là dẫn lên đó ăn phở. Đừng có mài cái đó nữa. Buông ra. Đi. Hả? Xe đậu đó, lấy lá. Xe nè. Đi. Không thôi đi la la qua xe lấy quần áo thay. Lẹ lẹ đi qua bển lấy quần áo thay chứ không thể nào ăn bận gì. Đi qua đó cái. Mày biết rồi, xe mày biết nó sợ á. Đi qua đâu? Đi qua đâu? Đi đâu? Đi, nó hút á, nó mua có rồi, nó giờ nó đi hút rồi. Đi đem đồ cho người ta cái trở lại. Đứng lại tao đi về. Mày tối ngày mày sống chỉ có nhiêu đó thì thôi chứ giờ sao thay đổi được cuộc đời trời. Chứ mày nhờ anh chở lại đi. Không không, chở đi lại đó mua đồ ăn cho ăn. Không, tối ngày chỉ có cái hút không mà, thấy chưa? Quăng nó đạp vậy đâu, ngủ nghe về mặt mày giờ coi nhăn nhấm. Đi qua đó lấy quần áo đi, rồi đi thay quần áo lẹ đi. Đừng có mặc gì nữa. Nhất định thà là như vậy đó rồi sao trời. Ôi là trời. Thiệt tình á, coi nhất định nó là như vậy đó rồi giờ sao. Chắc nó sợ mấy security đó. Security nó thấy mình đó đó, nó không dám bước qua đó. Lắm. Cảnh sát security rồi nó sợ lắm. Ây da. Không đi ít nhất cũng kiếm quần áo cho nó thay mà nó vậy đó là sao? Trời ơi là trời, thiệt tình cái nghiệp chứng gì vậy trời? Cái nghiệp gì?